Dạ ông bà ơi, con xin được chào ông bà. Thì hôm nay cũng có cái duyên nên con quay lại trở lại với hoàn cảnh của ông bà. Có cái một cái tình thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ ông bà. Khi mà mùa xuân Tết đến lại về, chia sẻ cho ông bà nay sức yếu tuổi già một cái món quà tình thương, đó chính là 500 ngàn. Có cái duyên lành nên con quay trở lại với gia đình của ông bà. Con xin trao tặng cái món quà 500 ngàn của chị Mai Lê ở bên Mỹ cho ông bà. Dù ở nơi xa, xa tận nửa vòng tròn trái đất, nhưng mà vẫn nhớ về quê hương, chia sẻ với hoàn cảnh của ông bà sức yếu tuổi già. Này, em xin trao món quà tình thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ. Đó chính là 500 ngàn thưa bà ạ. À. Món quà tình thương. Tôi cũng không có gì hơn nên năm cũ cũng bước sang năm mới mà cô Mai Lê để mà tặng con cho gia đình của tôi cũng rất đổi cảm ơn, là cũng cầu chúc năm cũ qua năm mới cho gia đình của cô Mai Lê được cái là giàu giàu sức khỏe để mà phát tài cho qua năm mới. Cũng cảm ơn cô Mai Lê ở bên Mỹ cũng có gửi cho món quà được 500 ngàn thì thôi. Tôi cũng rất cảm ơn cô Mai Lê. Cầu chúc trước bác sang qua năm mới được giàu giàu sức khỏe. Tên là Nguyễn Thị Lâm, nay là bảy năm cũ, nay năm bước qua năm mới là 77 tuổi rồi. Ngô Văn Đức nay là 77 tuổi, 78. qua năm mới là 78 tuổi. Hôm nay con đến với ông thăm lại ông bà. Ông bà có khỏe không bà? Giờ người mệt lắm, ăn uống được ăn bữa có miếng cơm, người giờ không có khỏe, yếu lắm, ăn không được. Tôi thì dần nhất giò cẳng ra chân gì cũng kiểu già mà đau khớp á, rồi đủ thứ đó. Nằm xuống nó dậy nhức tay chân giò cẳng mình mấy có hồi nhức chịu không nổi. Nó nhức ở khớp gối hay là khớp Khớp chân của gối bà? tay chân gì là cũng có, Nó có kêu lục cục đạn kẹn không? nó không có kêu nhưng mà nhức đi không được. Rồi ông có bị nhức mỏi không? Nhức mỏi, đau lưng, nhức mỏi, ăn không được. Ăn vô ói, ngày ăn có chén cơm mà. Ăn vô ói là ông có đến bác sĩ, là bác sĩ có nói bị bao tử hay là bị sao không ông? Bao tử. Khám chụp hình vậy, siêu âm vậy. Ta nói bao tử hả bà? Nó là bao tử, dài vậy. Dạ vậy. Rồi có lấy thuốc uống không mà ông với bà bị bệnh đau nhức rồi ông bị bao bao tử với đó mà mỗi ngày có uống thuốc không ông với bà? Em thuốc thì giờ mỗi ngày mà ngồi nào cũng có thuốc uống hết, không đau nhức hết. Có thuốc uống nhưng mình phải uống rồi uống đi sang vậy cũng hết thuốc thì cũng đau. Giờ già cháu ơi chịu phải chắc phải chịu vậy thôi. Bây giờ biết sao. Ông bà ơi, hôm nay con đến với hoàn cảnh của ông bà mà có món quà của chị Mai Lê gửi tặng cho ông bà 500 ngàn. Ông bà vui không ông bà? Con Lê tại gửi thì nhân đây chắc cũng vui mừng lắm. Giờ cũng như là cuối năm cũng bước qua năm sang năm mới, nhưng mà cô Mai Lê tặng được nhiêu đây nói chứ giàu á nhiều ít gì mình cũng cũng là rất quý, cũng mang ơn cô Mai Lê chứ nói chứ già cả giờ làm gì được có đồng tiền để mà Tết nhất tới, mình đâu có làm gì già rồi nhiều mà có gì đâu, thì khổ mà. Thì nếu mà bình thường thì cô Mai Lê giúp đỡ như vậy cũng rất đỗi là cảm ơn cô Mai Lê nhiều lắm á. Thì em đến mang món quà tình thương của chị Mai Lê đến tặng cho ông bà. Ông bà cũng rất là vui chị Mai Lê ơi, bởi vì khi mà sức yếu tuổi già rồi thì cũng chẳng có làm ra một cái đồng ngân gì cả,
mà chị thương, chị tặng món quà như vậy để Tết ông bà có thể mua một ít đồ ăn để dùng những ngày Tết. Cảm tạ công đức lành của chị Mai Lê rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình của chị Mai Lê sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho gia đình của chị Mai Lê muôn đời được bình an, làm ăn có lộc có tài, chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Cảm tạ công đức lành của chị Mai Lê rất là nhiều. Hôm nay con đến với hoàn cảnh ông bà thì cũng một cái duyên lành, con cũng chúc cho ông bà nhiều sức khỏe nha ông bà. Dạ rồi, cũng chúc cho cháu cũng đông cổ bước qua năm mới để mình nhiều sức khỏe để mà để lo giúp đỡ cho là nhân sanh ba tánh để người già như cô như đời nay á thì sức già sức yếu rồi đó, chứ cũng nhờ cháu. Chứ giờ không biết nói gì hơn, thôi ráng sức khỏe cho nhiều, mấy cái gì cũng mất hết. Dạ rồi, con cũng cảm ơn những lời chúc yêu thương của ông với bà rất là nhiều. Con cũng xin được chào ông bà rồi.